Văn Thanh. Duy Mạnh. Rất tốt, Hùng Dũng. Pha phối hợp giữa Hùng Dũng và Văn Toàn. Bóng vẫn trong chân đội tuyển Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng. Văn Thành. Tuấn Anh. Văn Thành đang ngã trong bóng chấm của Vinicius Jr. Và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt nền. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước ở khoảng thời gian cuối trận. Và rất có thể bàn thắng này sẽ rất quan trọng, cũng thể nó sẽ mang được chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Thực sự là nếu như tận dụng thành công quả 11m này thì cơ hội giành chiến thắng là rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha vào ngò rất nhanh của Vũ Văn Thành và người phạm lỗi của anh đó là trung vệ người Pháp Koulibaly, Soumaila Koulibaly đã phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m, một quyết định đưa ra rất nhanh và chính xác của trọng tài người Malaysia, ông Nasaruddin. Của thủ môn Maxen Lotka thì anh thực hiện những động tác nhảy lên và hai tay đã tác động vào xa ngang khiến khung thành bị lệch đi. Và bây giờ thì trận đấu đã được tiếp tục trở lại, cơ hội để đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Cơ hội được trao cho tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải sẽ đối mặt với thủ thành Maxen Lotka. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng thì chắc chắn là hiệp 2 sẽ được đá bù. Tuấn Hải rất chính xác, tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ số 10 hoàn toàn Phạm Tuấn Hải. Thủ thành Maxen Lotka tỷ số thành 2-1 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. 2-1 và thắng rất quan trọng đến ở những phút cuối của trận đấu này. Thực sự thì đó là một cú đá phạt penalty rất đặc sắc cho Phạm Tuấn Hải, là một tình huống đập lòng và hốc cao, và ngay cả thủ thành Maxen Lotka nếu như đoán đúng hướng cũng sẽ không thể chạm tay vào bóng. Đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, và chúng ta hãy cùng xem lại quả đập lòng rất đẳng cấp của Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải đã lựa chọn một góc sút quá khó và mạo hiểm, bởi chỉ cần kiểm soát lực thừa một chút thôi, chỉ cần đặt trọng tâm của chân thấp một chút thôi thì bóng sẽ đi vào xa. Nhưng vừa rồi